Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh cho nên nhiệt độ về đêm và sáng giảm thấp, trời rét, vùng núi cao còn xảy ra rét đậm, rét hại. Sáng sớm nay, mức nhiệt độ ở vùng đồng bằng và trung du chỉ dao động trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi là từ 7 cho đến 10 độ. Đặc biệt ở khu vực vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sapa, Sìn Hồ hay là Đồng Văn vẫn ở dưới ngưỡng 5 độ, cảm giác rất rét buốt. Đến khoảng gần trưa, trời có nắng, sưởi ấm bầu không khí và nền nhiệt độ cũng tăng lên với mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Tuy nhiên độ ẩm không khí giảm khá thấp, dưới 45% nên cảm giác khá hanh khô. Sang đến ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12, không khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu, nhiệt độ có xu hướng nhích dần lên nhưng trời vẫn còn rét, đặc biệt vào thời điểm nửa đêm về sáng. Tiết trời khô hanh sẽ gây cảm giác rất khó chịu, đặc biệt là với những người mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng. Do đó, để phòng bệnh hiệu quả thì quý vị cần bổ sung các thực phẩm có tính ấm, kháng viêm như là hành, tỏi, gừng. Ngoài ra, khi đi ra đường thì cần đeo khẩu trang và tăng cường xịt rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Cùng chung xu thế thời tiết như các tỉnh thành miền Bắc, hôm nay ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An và phía Bắc của Hà Tĩnh, trời vẫn phổ biến không mưa và mức nhiệt cũng ở ngưỡng rét với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ, thấp nhất đêm nay dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Hà Tĩnh trở vào cho tới Khánh Hòa, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió đông cho nên mưa vẫn tiếp diễn. Một số nơi có mưa với lượng khá lớn và thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Nền nhiệt độ cao nhất ngày tại đây phổ biến từ 24 cho đến 29 độ. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày có nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao hơn ở mức từ 30 cho đến 31 độ. Lui xuống các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, không khí lạnh khuếch tán xuống khiến cho nhiệt độ tại đây cũng giảm xuống khá thấp vào thời điểm về đêm và sáng. Sáng sớm nay ở khu vực Tây Nguyên trời rét nhẹ với nhiệt độ trong khoảng 16 đến 19 độ, còn tại Nam Bộ là từ 20 cho đến 23 độ trời se lạnh. Từ đêm mùng 7 tháng 12, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Và ban ngày cả hai khu vực này trời đều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày rơi vào khoảng từ 26 đến 28 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Lưu ý riêng một số nơi như là An Khê, Mờ Trắc và vùng ven biển của khu vực Nam Bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên có mưa trở lại vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 và biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét. Suốt dọc vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận cũng như là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và cả khu vực giữa và Nam Biển Đông đều có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.